Ui con này to đấy. Cầm ra, cầm ra. Ui dồi ôi. Nghe xem này. Đây ui dồi ôi. Thành quả hôm nay. Ui, đây anh Trung đẹp trai. Ê, đây Trung, Trung nhá, Trung tít đẹp trai nhá. Ui dồi, Trung này vở nó còn đẹp quá. Xem có ổ trứng nữa bà. Nó chạy đâu ra? Đang đẻ à? Đấy à? Mày cầm chân đi, không nó... Đít kìa, dỗ đít kìa. Đây này. 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 Đâu đâu đâu, cầm cho. Đập đâu, bịt đập đâu đây. Khi mà thế hôm nay anh em tôi bắt được con này. Bây giờ là đang tiến hành chuẩn bị xử lý. Đây là một chuyên gia mổ chim. Mà chim hơi dở. Tôi sẽ không quay cái cảnh giết mổ nhé, bởi vì nó hết sức là nhạy cảm, anh em thông cảm nhé. Lần nữa thì nấu thì tôi sẽ quay lại cho anh em xem. Mạnh mới đứt được, giống dai lắm. Thịt con này nó già rồi. Con này ngon nhỉ. Đúng là con cái nhìn trắng tuốt. Nhìn như chưa lễ 18. Con này chắc mới 18 mà đang đẻ trứng. Nó có chứa. Có lẽ vậy thì mấy quá mấy thành công. Thì gì gì đó, mất chinh gì đó. Đang mang bầu gì. Sinh đẻ tốt con này. Em chưa 18. Không bệnh tật. Đang mang bầu lần đầu tiên thì anh Trung đẻ nó thật to cả trứng. Thế nó phổ ra. Trung đẻ mạnh quá Trung nhỉ. Trung lần sau đẻ nhẹ nhẹ nhé. Đấy là ngón tay rồi luôn. Ừ. Cả ngón tay là may hết bắn chim. Về bắn mẹ rồi. Tôi bắt đầu tiến hành mổ bi ra để gắp gắp lên bi. Phẫu thuật à? Sau một quá trình hô hấp nhân tạo 24 giờ. Mẹ giờ đang ở đây không? Anh ấy không qua khỏi. Qua khỏi bàn mổ là lên bàn móc. Qua khỏi bàn mổ song song đấy là lên bàn băng. Nhìn anh có đẹp dai mà. tí gặp anh mấy anh gấp là hết. Qua bàn mổ tí mới đến gấp. Hôm nay là đi là cũng đã được một đĩa anh ạ. Cả chim to chim bé ra đây thì tôi sẽ cho đang mổ hết đâu ớt xuống rồi đấy, ớt cho muối xuống, không còn cho gì nữa bởi vì là có hạt dổi rồi, ra đây thì sẽ chấm hạt dổi. Bây giờ mình cho gừng, cho hôm nay nhà có khách là thêm mắm thêm muối vào cho xả xong thì nó sẽ mất hết cái vị hạt dổi. Đây là một thợ săn chim. Đây là bộ tộc là trưởng làng, trưởng bản. Sau khi anh đi săn rồi anh phải làm một bi để lấy lại tinh thần. Tiền lâu dài chưa? Đấy là chim gì? Bây giờ là 11 giờ đêm anh em ạ. Anh em tôi đi săn về là làm chim giữa đêm luôn. Thả nó ủa. Này đúng kiểu. Ấu. Ui, trời ơi. Đầu bếp chân nhiều. Đẹp to quá. Đầu bếp chân nhiều. Anh thể hiện quá. Thể hiện như vị đang được cố. Thể hiện như nó xây gì đấy.
anh em thấy hấp dẫn không? Đấy, lần phù phát là thấy nghĩa hết tóc rồi. Cái bột canh này bột canh chín rồi. Thầm này anh có một cái pha vô chim không kém với Đặng Văn Lâm vô bóng. Chung chào khán giả anh Chung. Chào khán giả. Chào. Hơi dẫn cho anh em. Bắt đầu nó dài rồi. Khi bây giờ mình đi mua về không ngon mình. Mình phải đi bắt về bắn ngon, bắn về với thành quả. Thành quả là nên tôi hôm nay. Chúng tôi chỉ bắn với con gà thôi. Nãy 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 Chung trả lời trên điện thoại rồi, mà chim mua về ăn không ngon đâu. Thơm dần đấy, anh em thấy thơm không? Tôi bây giờ bắt đầu cảm thấy rất là thơm rồi. Anh đang bật điện lớn rồi nhé. Anh ngủ đây đi. Thơm lắm anh em. Ui dồi ôi. Mình tóc mũi luôn. Quay cận cảnh cho anh em xem nhé. Chim bắt được rồi nó chế biến rất nhiều món. Ai mà có biết làm được món gì ngon hơn thì để lại phía comment bên dưới nhé. Anh em chúng tôi sẽ thực hiện cái món đấy xem là nó có ngon hay không. Quá hấp dẫn luôn rồi. Còn đây là những cái đồ nghề đấy anh em thấy. Những cái dụng cụ rất thô sơ thôi nhưng mà săn được rất nhiều chim rồi. Bi này, xe đạp. Dương cái khẩu súng này là anh Trung Tít đây là anh một ngày anh ấy có thể hạ được khoảng hơn 100 con là chuyện rất là bình thường. Không biết bán đâu, ná thủ đăng. Còn đây là anh ná thủ đăng, xạ thủ chuyên chim. Anh đang cảm thấy hôm nay là anh đang. Hôm nay là ngày chưa phải là may mắn lắm. Mọi ngày khác thì chắc được nhiều hơn anh Căng nhỉ. Hôm nay ngày đen. Ngày khác thì phải gấp 4 gấp 5 lần này. Quả của buổi tối ngày hôm nay của anh em tôi. Thì chim, có rất nhiều loại chim nha anh em nhé. Thì vấn đề đi săn chim này có bạn thích bạn không thích nên là bạn nào thích thì xem mà còn bạn không thích thì không thích xem nhé. Không xem nhé. Thôi. Đây là anh em rất thông cảm nhé. Còn đây là nước chấm. Trong này có hạt dổi, ớt, bột canh. Anh em ngửi không? Thơm lắm. Ok MC. Một cân triệu rưỡi thôi. Bây giờ thì mình sẽ lú. Bây giờ thì mình sẽ thử một người nhá. Xem thành quả hôm nay đi như nào. Hôm nay rất là may mắn ấy, tôi được về quê mà có cơ hội để đi cùng các anh đi săn chim. Rất quay anh ăn. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Chung tiếp. Đấy. Là có rượu. Để mình thử miếng nào. Thử miếng nhá. Nét này, anh em thấy chưa? Nào anh em. Đấy, bắt đầu nét rồi đấy. Đâu được mình để thử nhé. Anh em cũng ở đây đây. Đây anh em thấy chưa? Bây giờ là khuya rồi nên là mình phải thắng lợi. Không cả nhé. Anh muốn thì em ăn thử xong. Ok, bây giờ mình chống hạt dổi nhé. Xin mời tất cả anh em nhé. Đúng tầm luôn. Ngon không anh? Ngon ngon. Ngày nào anh ăn nhưng mà anh vẫn thấy ngon. Thôi bây giờ mình làm chén rượu. À, em mời anh nhé. Xin mời tất cả anh em nhé. Tuyệt vời.
Thật ra cái con chim mà mình đi săn được đấy anh em ạ, nó cảm giác mình ăn mình rất là ngon, bởi vì là cái thành quả của mình đạt được mà. Nhưng mà bây giờ mình ra chợ mua thì nó cũng ngon thôi, nhưng mà mình là có cái cảm giác khác. Đấy anh em mình thì cái gì cái này là gì cua. Chung là ăn quả trứng gà. Đây là thành quả của anh Trung Tít đẹp trai. Đấy, anh ấy vồ con chim mái anh cũng bỏ cứu rồi. Bây giờ anh ấy đang tiến hành bóc thử chim chín đâu. Không cần thấy mềm mềm chín như gì? Sợ bị lấy ngon cho mọi người. Chung là chết chín rồi. Không chín anh ấy ăn được. Bộ tộc của anh ấy là anh ấy. Đấy. Đấy. Anh ấy gốc từ Gia Lai ấy, nhưng mà anh ấy chuyển ra Bắc rồi đúng rồi. Vâng ạ. Vì trong Gia Lai không có chim nữa rồi, Gia Bắc mới có. Ăn em ơi. Vâng. Em cứ quay để anh ăn. Tôi đành rất là khiêm tốn, anh ăn mỗi cái chân thôi. Thịt để nhường cho anh em. Thịt rất là giòn luôn. Méo mồm luôn. Anh đang cảm nhận anh đang. Rất là ngon, rất là bùi luôn. Chưa chín, cứ thằng này. Nhưng mà nhớ cấm anh em xem là đừng có bắt chước giống tôi nha. Tôi chỉ đi săn những con cái con đây lấy đơn thang này đi giả thôi. Anh em có cảm thấy bị kích thích không? Tôi toàn săn chim luôn. Và bây giờ tôi cũng không thể mà tôi kiềm chế nữa, tôi phải tiếp tục làm thêm một miếng nhá. Xong rồi. Chớ mặt rồi. Mới ớt. Ôi. Mời tất cả anh em nhá. Làm trái rượu, tay mồm. Ngon. Thịt nó ngọt mà nó thơm. Cái vị cay cay hạt dổi này, à cay của ớt này, vị thơm hạt dổi. Làm ly rượu nữa. Ăn đêm. Mời anh em nhé. Ngon quá. Thôi có lẽ là bây giờ tôi phải tạm dừng video ở đây rồi. Mày không ăn thôi để anh ăn. Để tôi tập trung vào chuyên môn nhỉ. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video tôi nhé. Màu ghê nhỉ, nào, mời anh nhé. Mời anh. Mời anh bao nhiêu? Ôi giời ơi, ngon này nữa, nào mà ăn hết. Ngon quá nhỉ. Cái này con này chim non cho anh nào. Tuyệt vời. Ngon không anh? Mẹ ăn giống kiểu Tâm TV ăn mua cha để đi có kiểu em ơi, nằm chán. Anh em có ai nóng không? Mấy quạt thôi ông nào nói ngồi nhờ, nhờ. Hợp hết nhờ ăn cái này này hạt dổi thơm mà cái hạt dổi nhá ăn nó rất kích thích cái vị giác luôn. Ăn ngon cơm thông mũi nó cái mùi thơm nó đặc biệt đặc trưng ăn cảm giác rất là ngon cơm. Nhưng mà còn dây điện thôi còn anh không cần nóng đâu. Lần nào đây anh cũng cứ tắm rồi anh em tắm rồi. Cần mồ hôi về tắm đi mát. Chung tắm nha. Quạt sợ anh em ngất hết. Em mời anh Đăng anh Thu ấy. Nhá, sức khỏe nhá. Mời anh em nhá. Nào có dịp lại về quê cố vũ nhá. Alo bọn anh nhá. Ok anh, hôm nay rất là may mắn khi mà mình về quê mà được đi thực tế trải nghiệm săn chim cùng các anh đây. Tránh tình trạng say không điều. Mình đi soi về xào nấu xong là chưa được bi thuốc nào nữa đây. Bi thuốc nào nữa. Nói thì anh em không tin nhưng mà phải tận mắt anh em ấy đúng rồi. Thể biết được đấy là chúng tôi cũng là đi săn bắn chủ là cái niềm đam mê thôi chứ còn đúng rồi chứ không phải là cái nghề chính của mình. Nghề chính thì mình không thể làm nghề được. Sở thích và thật sự là đam mê thôi. Hôm nay mình đi mình mới biết được cảm nhận anh em ạ. Đi săn được cái con chim mà lực đĩa này không phải đơn giản đâu. Rất là vất vả. Vất vả.
đấy, anh trung tít đẹp trai này, anh ấy nhìn, anh em nhìn biết ủng đầy bùn này chưa, không thể thay quần áo rồi đấy, anh em thấy không, đi săn một con chim nó không phải đơn giản đâu, mà lúc mình săn về được nó ăn rất là ngon, thành quả mình đạt được, còn mà mình đi mua thì nó lại khác, nó cũng ngon thôi nhưng mà nó cũng có cảm giác nó lại khác hơn. Bây giờ là chắc là khoảng gần 12 giờ đấy, anh em tôi ngồi lai vai ăn đêm. Cái thành quả của mình đạt được đấy. Bây giờ mà ra quán ăn đĩa thịt chim này chắc là không dám ăn mất. Trăm nghìn mà mấy chim, trăm thì mấy trăm ấy nhỉ. Nhưng mà chim nó không phải ở đâu, có phải là nó bắt được đâu. Còn con chim là mình chim tự nhiên nuôi cám đi. Tôi mua chim nuôi, chim đi mua không ngon. Cái đuổi chim tóc xù hết đi. Nếu mà ra quán bình thường mày bảo nó bán, bọn nó bấy thì nó bán vào 50.000, 60.000 con rồi. Thì bây giờ nó ra quán nó phải gấp đôi, 100.000 con rồi. Nhưng mà nó làm ra một đĩa này, một con đĩa này nó bán bao nhiêu tiền? Con nó phải tầm 7-8.000. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video tôi nhé. Anh em thấy hay thì vào cái góc bên này có cái nút tròn tròn đây, rồi đăng ký ủng hộ anh em chúng tôi. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo. Xin chào nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ tiếp tục chuyên môn ăn đã. Xin chào. Tôi phải đánh chén.